Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến môn sử lớp 11. Trong các tiết học trước, chúng ta đã nghiên cứu bài bãi chiến tranh thế giới thứ hai giai đoạn 1939-1945. Trong điều kiện dịch COVID-19 bùng nổ ở nước ta cũng như trên toàn thế giới, Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định chương trình giảm tải cho học sinh bậc trung học phổ thông. Theo đó, môn sử lớp 11 thì bài 18 là ôn tập lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn 1917-1945 được giảm tải. Theo đó, hôm nay chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu phần mới, phần 3 lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1918. Thứ nhất, về trung học, đó là Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỷ 19. Bài 19, nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ năm 1858 đến trước năm 1877. Yêu cầu của bài học. Đối với bài học này, yêu cầu các em nắm được: một, âm mưu xâm lược nước ta của thực dân Pháp; thứ hai là quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1873; thứ ba đó là cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873. Đi vào phần nội dung, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề lớn. Thứ nhất, liên quân Pháp Tây Ban Nha xâm lược Việt Nam, chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858. Vấn đề 1, tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ 19 trước khi thực dân Pháp xâm lược. Để hiểu được cái tình hình Việt Nam, xin mời các anh xem cái bản tóm tắt cái tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ 19 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao và xã hội. Về chính trị, trên cơ sở đàn áp khởi nghĩa Nam Giang từ năm 1802 thì nhà Nguyễn được thành lập. Đến giữa thế kỷ 19, trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chế độ phong kiến Việt Nam đã có những biểu hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Cụ thể như sau. Thứ hai, đó là về kinh tế. Về kinh tế thì nông nghiệp sa sút, nhiều cuộc khẳng hoan được tổ chức khó quy mô. Ví dụ như là việc khai cảnh thao chua rửa mạng ở đồng bằng sông Cửu Long để mở rộng diện tích trồng trọt, hoặc là nhân dân tiến hành đắp đê ngang mạng khai hoang nên hai cái huyện mới ở tỉnh Thái Bình, không ạ. Tuy nhiên, đất đai khai khẩn được lại nhanh chóng rơi vào tay địa chủ cường hào, nên việc khẳng hoang trở nên mất ý nghĩa. Hiện tượng nhân dân lưu tóm trở nên phổ biến, đê điều không được chăm sóc, nặng mất mùa, đó kém xảy ra liên miên. Về công thương nghiệp thì công thương nghiệp bị đình đóng, xu hướng đặc quyền công thương của nhà nước đã làm hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương mại. Chính sách bế quan quả cảm của nhà Nguyễn khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài. Thầy lấy ví dụ về cái thổ công nghiệp. Khi thổ công nghiệp phát triển thì nó không được phục vụ cho nền kinh tế, mà phần lớn có cái lò thủ công thì bị nhà nước trưng tập để phục vụ cho triều đình. Ví dụ triều Nguyễn đã trưng tập cái lò mộc Kim Bằng ở Hội An. Lẽ ra nếu như bình thường thì lò mộc này có thể điều kiện phát triển lên, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, nhưng triều Nguyễn đã di dời cả lò nghề đó về kinh thành Huế để phục vụ cho việc xây dựng chùa chiền thành quách cho nhà vua. Thứ ba, về mặt quân sự ngoại giao, về quân sự thì dưới triều Nguyễn rất hoàn hảo, về cơ bản quân đội vẫn được trang bị dấu mốc, đã có súng thành công nhưng mà rất ít và hạn chế. Chính sách đối ngoại có những sai lầm, nhất là việc tấm đồ đủ giáo sĩ phương Tây, gây ra những mâu thuẫn làm rộng nước khối đoàn kết dân tộc,
gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này. Về sau, nhiều cuộc khởi nghĩa chống triều đình đã nổ ra, như khởi nghĩa của Phan Bảo Bàng ở Nam Định, khởi nghĩa của Lê Duy Lương ở Ninh Bình, khởi nghĩa của Lê Văn Thâu ở Gia Định, của Năm Văn Văn ở Tuyên Quang, Văn Văn. Người ta tính rằng chỉ sắp xỉ 50 năm lên nắm quyền từ năm 1802 đến trước năm 1858 thì triều Nguyễn đã phải đối phó với hơn 400 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ của nông dân. Với những điều kiện trên thì chúng ta có thể nói rằng Việt Nam là một quốc gia khủng hoảng, suy yếu và trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây thì Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược. Hai, thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Phần này theo quy định dân tội của Bộ Giáo dục chúng ta đặt đây. Chúng ta đi vào một bài chiến sự ở Đà Nẵng. Vì sao khi mở đầu cho tiến trình xâm lược, Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu cho cuộc tấn công? Pháp chọn Đà Nẵng vì những lý do sao? Đà Nẵng là một cái thành lớn, nay là một thành phố lớn, nằm sát tương con Hội An và cách thành Huế, cách kinh thành Huế 100 km về phía bắc. Chiếm được Đà Nẵng sẽ dễ dàng tạo nên một áp lực lớn đối với kinh thành Huế từ phía nam. Thứ hai, nằm trên cái trục giao thông bắc nam. Nếu chiếm được Đà Nẵng, tức là khống chế được cái vùng ở giữa, sẽ ngăn chặn được một cái cuộc chi viện từ bắc xuống nam và ngược lại, chia đôi đất nước. Thứ ba, và sở dĩ có tấn công Đà Nẵng vì theo tin tình báo nơi đây, Pháp đã xây dựng được một cái cơ sở là có cái dấu danh Kitô giáo sẵn sàng lòng nổi ứng khi Pháp tấn công vào. Thứ tư, Đà Nẵng là một cái thành phố mà có cái hải cảng lớn, vịnh sâu kín gió, thuận lợi cho việc Pháp đóng quân lâu ngày, cũng như phát huy tối đa lợi thế của Pháp trong cái thế mạnh của mình, đó là tàu đồng đã bóp của một đội quân viễn chinh chuyên xâm lược. Từ những vấn đề trên chúng ta thấy rằng âm mưu chiếm Đà Nẵng là căn cứ để tấn công rồi hết nhanh chóng buộc nhà Nguyễn Đào. Hai, nói cách khác, âm mưu của Pháp là muốn đánh nhanh thắng nhanh để buộc triều Nguyễn nhanh chóng đầu hàng. Chúng ta đi vào diễn biến cuộc xâm lược của Pháp ở Đà Nẵng. Sau nhiều lần đưa quân khiêu khích, chiều 31 tháng 8 năm 1858, liên quân Pháp Tây Ban Nha với khoảng 3.000 binh sĩ và sĩ quan bố trí trên 14 chiến thuyền kéo tới dọn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Đến sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858, chỉ huy của Pháp đó là Đô đốc Junely đã gửi tối hậu thư cho trấn thủ thành Đà Nẵng là Trần Hoàng buộc phải hạ thành và trả lời trong vòng 2 giờ. Nhưng chưa hết thở hậu, liên quân Pháp Tây Ban Nha đã nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, mở đầu cho tiến trình xâm lược Việt Nam. Hình ảnh các em đang xem đó là hình ảnh về cái cuộc đổ bộ xâm lược của thực dân Pháp lên bán đảo Sơn Trà. Vậy trước sự xâm lược của thực dân Pháp thì nhân dân ta đã kháng chiến như thế nào? Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, triều đình đã tổ chức chống giặc. Quan quân triều đình đã anh dũng đánh trả địch khi chúng đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Do lực lượng trên này, chỉ trong ngày đầu, các tuyến phòng thủ của triều đình ở phía đông bờ sông Hàn đã đều bị hạ. Lực lượng quân triều đình vừa phải đánh vừa phải lưu dặn, rồi lập phòng tuyến ở phía nam Hòa Vang để ngăn địch. Được tin thì triều đình Huế đã sai đô thống Lê Đình Lý và Phạm Cát Thạnh đưa quân vào Đà Nẵng ứng cứu. Sau đó, trước sự tấn công mạnh của thực dân Pháp, triều đình đã cử tướng tài Nguyễn Tri Phương vào Đà Nẵng chống giặc. Quan quân đã anh dũng đánh trả quân xâm lược, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của chúng. Sau đó, tích cực thực hiện vườn không nhà trống, gây cho quân Pháp nhiều khó khăn. Liên quân Pháp Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng, từ tháng 8 năm 1858 đến tháng 2 năm 1859 trên bán đảo Sơn Trà. Về sau, quân Tây Ban Nha rút khỏi cuộc xâm lược. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, khí thế kháng chiến sâu sục trong nhân dân cả nước. Tại Đà Nẵng,
nhân dân đã tự tổ chức thành các đội ngũ chủ động tìm địch mà đánh. Từ Nam Định, Đốc Học và Mấy Ngày đã tự chiêu mộ 3 người, chủ yếu là học trò của ông, thành lập cơ ngũ, lên đường vào Nam xin vua cho chiến trường. Và kết quả cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Trong ảnh các em đem xem, đó là ảnh của Nguyễn Vi Phương đang lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến trong Pháp. Chúng ta đi vào nội dung lớn thứ hai, đó là cuộc kháng chiến trong Pháp ở gia đình và các tỉnh miền Đông Nam Kỳ từ năm 1859 đến năm 1862. Vấn đề 1, đó là kháng chiến ở gia đình. Sau khi thất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh tại Đà Nẵng, Pháp tiến vào đánh gia đình. Sở dĩ Pháp chọn gia đình vì thứ nhất, gia đình là một vựa lúa lớn của Việt Nam, có vị trí quan trọng. Hai, đây là cái vùng kinh tế quan trọng của triều Nguyễn. Thứ hai, khi chiếm được gia đình sẽ cắt đứt được đường tiếp tế lương thực của triều đình nhà Nguyễn. Thứ ba, gia đình với cái hệ thống canh đạch trang trí, giao thông đường thủy thuận lợi, tiếp tục phát huy lợi thế cho Pháp trong tấn công xâm lược, đó là tạo đồng đại bác. Mà khác, âm mưu của Pháp là mở rộng xâm lược ra các nước Đông Dương, nên đánh chiếm được gia đình tạo điều kiện làm chủ lưu vực sông Mekong. Như vậy, Pháp là tiếp tục âm mưu đánh nhanh thắng nhanh vào gia đình, hàng buộc triều Nguyễn đầu hàng. Để dễ dàng theo dõi cái diễn biến của cuộc kháng chiến ở gia đình, mời các em xem cái bản tóm tắt sau. Thứ nhất là năm 1859 và thứ hai đó là chiến sự năm 1860. Ngày 9 tháng 2 năm 1859, hòm đầu Pháp tới Vũng Tàu rồi theo sông Cần Giờ lên Sài Gòn. Do có phải sự chống cự quyết liệt của quân Giang Văn nên mãi tới 16 tháng 2 năm 1859, Pháp mới lên được Nam Định. Ngày 17 tháng 2, Pháp nổ súng đánh thành. Quân đội triều đình nhanh chóng phân rã, nhưng nhân dân chiến đấu dũng cảm ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng. Cuối cùng, quân Pháp phải dùng thuốc nổ đánh phá thành, đốt trụi mọi kho tàu và rút quân xuống tàu chiến. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại. Địch buộc phải chuyển sang kế hoạch chinh phục từng gói nhỏ. Nội dung thứ nhì, đó là một năm 1860. Thì từ đầu năm 1860, cục diện chiến trường ở Nam Kỳ có sự thay đổi. Nước Pháp bị sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và Italia, phải cho rút toàn bộ số quân ở Đà Nẵng vào gia đình vì phải chia sẻ lực lượng cho các chiến trường, nên số quân còn lại ở gia đình chỉ còn khoảng 1.000 tay, lại phải ra trên một cái chiến tuyến dài hơn 10 km. Trong khi đó, quân quân triều đình nhà Nguyễn vẫn cố thủ trong phòng tuyến Chí Hòa được mới được xây dựng trong tư thế tổ yểm. Không bị đấu phó như quân đội triều đình, hàng trăm nghĩa sĩ do Dương Bình Tăng chỉ huy đã xung phong đánh đồng Chợ Rẫy, một vị trí quan trọng trong phòng tuyến của địch, vào tháng 7 năm 1860. Pháp bị sa lầy ở hai nơi, Đà Nẵng và gia đình. Tuy nhiên, lúc bây giờ trong triều Nguyễn đã có sự phân hóa, tư tưởng Chu Hòa lăn ra làm lòng người ly đó. Hình các bạn đang xem đó là hình ảnh về Pháp tấn công thành gia đình năm 1859. Hai nhỏ kháng chiến lân rộng và các tỉnh ở miền Đông Nam Kỳ, hiệp ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 và một ba lớn cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kỳ sau hiệp ước năm 1862, thì theo quy định mới của Bộ Giáo dục phần này các em tự hào. Để có thể tự hào thì các em có thể đọc kỹ sách giáo khoa từ trang 111 cho đến trang 115 và đọc trả lời các câu hỏi dưới phần in xanh ở trong sách giáo khoa để nắm được bài. Chúc các em học tốt cái phần này. Chúng ta đã tìm hiểu xong phần nội dung bài học trong phạm vi tiết mục. Để hiểu hơn về bài, chúng ta thực hiện một số bài tập củng cố. Câu 1, điểm nổi bật của chế độ phong kiến Việt Nam giữa thế kỷ 19 là A. Chế độ quân chủ chuyên chế trong thời kỳ thành trì. B. Có một nền chính trị độc lập đạt được nhiều thành tựu văn hóa. C. Đạt được nhiều tiến bộ nhất định về kinh tế văn hóa xã hội.
đây có những biểu hiện khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng. Như chúng ta đã tìm hiểu thì chế độ phong kiến Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 19 đến trước khi thực dân Pháp xâm lược, đó là một chế độ đã suy yếu và đứng trước nguy cơ bị thực dân Pháp xâm lược. Do đó đáp án A là đã thịnh trị nhưng mà đã xa. Đáp án B đọc được nhiều thành tựu văn hóa là cũng không chính xác. Đáp án C có đọc được nhiều tiến bộ về kinh tế văn hóa sao, như vậy nó cũng không đúng. Như vậy đáp án chính xác đó là có những biểu hiện về khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng. Câu A, chính sách cấm đầu của nhà Nguyễn được dẫn đến học hỏi gì? A, gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây làm cho Thiên Chúa giáo không thể phát triển được ở Việt Nam. B, gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây khiến người dân phải có tổng giáo khó trong nước lo sợ. C, gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây làm rộng nước khối đoàn kết dân tộc bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này. D, gây không khí căng thẳng trong quan hệ với nước phương Tây nhưng không làm rộng nước khối đoàn kết dân tộc. À, ở với câu hỏi này thì chúng ta cũng dễ dàng trả lời được khi căn cứ vào cái một mặt tình hình Việt Nam đến giữa thế kỷ 19 trước khi thực dân Pháp xâm lược, đó là trước khi thực dân Pháp xâm lược thì nhà Nguyễn thực hiện chính sách cấm đầu làm cho cái mâu thuẫn với phương Tây làm rộng nứt khối đoàn kết dân tộc để bắt lại cho sự nghiệp kháng chiến sau này. Do đó đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu hỏi thứ ba, nội dung nào không phải là lý do khiến Phúc quyết định đánh Đà Nẵng? A, Đà Nẵng có vùng sâu và rộng là nơi Phúc phát huy lợi thế quân sự tạo đồng đạo bó của mình. B, chiếm được Đà Nẵng có thể nhanh chóng kéo quân ra Huế buộc Triều Nguyễn đầu hàng. C, quân triều đình nhà Nguyễn đóng ở Đà Nẵng không có ý chí chiến đấu dễ đầu hàng. D, chiếm được Đà Nẵng có thể chia cắt các nước ngăn chặn sự chi viện cả nước khi có chiến sự. Với câu ba này thì đó là câu hỏi liên quan đến cái âm mưu của Pháp khi Pháp đánh Đà Nẵng. Trong phần tìm hiểu chúng ta đã có cái nội dung đó là Đà Nẵng cách Huế 100 km về phía nam. Pháp đánh Đà Nẵng dễ dàng kéo ra Huế buộc quân nhà Nguyễn đầu hàng. Hoặc là Đà Nẵng nằm trên trục giao thông Bắc Nam chia cắt Đà Nẵng để mà ngăn chặn cái sự chi viện. Còn Đà Nẵng sau rộng kín gió phát huy lợi thế của Pháp và Đà Nẵng là nơi có cái cơ sở giáo dân sẵn theo khi tôi giáo sẵn sàng làm nào ứng cho Pháp. Như vậy đối với câu hỏi này thì chúng ta dễ dàng trả lời được đó là đáp án C. Quân triều đình nhà Nguyễn ở Đà Nẵng không có ý chí chiến đấu dễ đầu hàng. Chúng ta cũng có thể suy luận đó là gì, khi Pháp đánh Đà Nẵng thì Pháp đã bắt phải sự chiến đấu quyết liệt của quân triều đình cũng như quân dân Đà Nẵng và bị cầm chân suốt 5 tháng ở Đà Nẵng, nên chúng ta dễ dàng chọn được đáp án C. Chúng ta đi vào câu hỏi thứ tư, đó là cái quả cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta ở Đà Nẵng từ tháng 8 năm 1858 đến tháng 2 năm 1859. A, làm thất bại âm mưu xâm lược toàn bộ nước ta của Pháp. B, bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. C, tiêu hao bộ phần lớn quân địch buộc Pháp phải rút quân về nước. D, do lực lượng quá yếu nên không ngăn chặn được việc quân Pháp đánh rộng ra. Đối với câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng làm thất bại âm mưu xâm lược toàn bộ nước ta Pháp là không đúng, bởi vì sau này Pháp còn đánh nước ta, xâm lược nước ta. Về đáp án C, tiêu hao lớn bộ phận sinh lực địch buộc Pháp phải rút quân về nước, thì tương tự như câu A, sau này Pháp tiếp tục xâm lược nước ta cho nên rút quân về nước là đáp án không chính xác. Đáp án D, do lực lượng yếu nên không ngăn chặn được việc quân Pháp đánh rộng ra cũng không chính xác, bởi vì chúng ta đã học đó là con quân Triều Nguyễn tổ chức kháng chiến đã làm cho quân Pháp bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà, do đó đáp án D cũng bị lọt. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B, bước đầu lần thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Bài học đến đây đấy, cảm ơn các em đã theo dõi, chào tạm biệt các em.